Trưa ngày 20 tháng 6, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ đôi nam nữ tử vong bất thường tại phòng trọ trên địa bàn. Trước đó, khoảng 9 giờ sáng ngày 20 tháng 6, người dân sống gần khu trọ tại hẻm 128 đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo phát hiện điểm bất thường bên trong một căn phòng. Phá cửa xông vào, người dân tá hỏa phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trong phòng trọ và một người phụ nữ tử vong gần đó. Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan. Theo thông tin ban đầu, cả hai nạn nhân không phải là vợ chồng, đến thuê trọ tại đây khoảng hơn một tuần. Hai ngày trước, người dân nghe tiếng cự cãi của người bên trong phòng trọ, sau đó không thấy họ ra ngoài, đến hôm nay thì xảy ra vụ việc. Trước đó, cũng tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân, người dân phát hiện một thi thể nữ giới đang trong quá trình phân hủy, được giấu trong túi đựng rác tại bãi đất trống trong con hẻm đường tỉnh lộ 10. Chưa hết, trưa cùng ngày, lực lượng chức năng cũng nhận tin báo từ người dân phát hiện người đàn ông ngoài 50 tuổi tử vong do treo cổ tại lùm cây ven đường Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức.